nó đã xong athena là người trẻ nhất trong số tất cả cô muốn trở thành một nhà văn tham vọng vì cô muốn truyền cảm hứng cho người khác cô mong muốn trở thành một phần của thế giới người mang ánh sáng cho người khác như một cách để khuyến khích rằng tất cả những gì cô làm sẽ có giá trị nó cuối cùng cô ấy đang sống một cuộc sống bình thường nhưng theo một cách rất độc đáo và có ý nghĩa cô đang tìm kiếm tình yêu và tìm thấy nó một cách bí ẩn Cô chấp nhận tình yêu mà cô luôn nhận được nhưng cô không bao giờ biết rằng một điều gì đó tuyệt vời đang đến với cô. Cô đọc hàng trăm tin nhắn và sách, tìm cách hiểu mọi thứ và sau đó cô tìm thấy mục đích của mình. Cô quan sát cuộc sống của những người mà cô nhìn thấy bởi vì theo cách đó cô đã học được và tạo ra một câu chuyện tuyệt vời. Cô ngạc nhiên với từng câu chuyện, cho sự không ngoan và học hỏi của mình trong suốt cuộc hành trình mà cô đã có cô ấy cảm nhận mọi cảm xúc mà cô có thể có trong khoảng thời gian dài đó. Tin rằng cô ấy sẽ đạt được ước mơ của mình trong cuộc sống, Athena anh ở đâu, hôm nay anh không tham gia trại sao, mẹ cô ấy hỏi cô ấy, tôi đến mẹ, tôi chỉ cần sửa túi của tôi. Được rồi, làm cho nó nhanh, để bạn sẽ không bỏ lỡ xe buýt, cô ấy đang đi vào một trại để làm mới tâm trí và viết một cái gì đó mới mẻ. Cô ấy sẽ viết một cuốn sách và cô ấy ước rằng nó sẽ là một hit trên thị trường. Cô đóng gói quần áo của mình và cô quyết định có một trại ba ngày. Mẹ cô ấy cho cô ấy thức ăn cô ấy cần trong trại. Cô ấy đi ra ngoài khi mẹ cô ấy la hét. Athena, đợi một lúc thuốc của bạn. Bạn cần cái này, chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Oh. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ là người giỏi nhất. Cô lấy thuốc và ông mẹ. Sau đó cô chạy ra ngoài để lên xe buýt. Cô nhìn thấy bạn bè của mình ở trạm xe buýt và cô đi cùng với họ khi cô ấy ở trong xe buýt bạn cô ấy tiếp cận cô athena tôi ngồi cạnh anh được không tôi thích ngồi với bạn chắc chắn không ai ngồi đây cảm thấy tự do để làm như vậy cô mỉm cười và cho cô một nháy mắt trong khi họ đang ở trong xe buýt athena đã ngủ và khi họ đến nơi bạn bè của cô đánh thức cô dậy và họ đã mê hoặc với nơi này họ đặt lều ở một nơi mở và athena chia sẻ lều của cô với một người bạn của cô Nơi này rất đẹp và ở đó bạn có thể nhìn thấy ao và cỏ xanh và cao. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và họ thích phong cảnh. Athena bắt đầu suy nghĩ về những gì để viết và cô nghĩ ra ý tưởng và cô làm ra tựa đề Someo đau The Rau, cô ngồi trong một cái gỗ nhỏ và nghĩ đến những từ mà cô muốn viết và sau đó nó đến với tâm trí cô từng người một cho đến khi cô tạo ra một đoạn văn và đưa tất cả các từ vào một câu chuyện tuyệt vời. Cái gì thế? Một trong những người bạn của cô la hét. Ồ à, nó là một con chim đẹp nó đẹp phải không athena nói tôi muốn mang nó ở nhà một con chim dễ thương như vậy bữa trưa đến và họ chuẩn bị mọi thứ họ dựng một cái bàn và làm bữa trưa họ đã hạnh phúc và tận hưởng đêm đến và họ đã có một đám cháy trại mọi người hát và sau khi hát họ đã có một trò chơi họ chơi trò chơi thì thầm niềm vui bắt đầu khi người đó lặng lẽ thì thầm thông điệp cho người khác thông điệp bí mật này được chuyển từ người này sang người khác cho đến khi người cuối cùng thông báo nó cho toàn bộ nhóm họ cười với những lỗi lầm của họ khi đêm kết thúc athena cầu nguyện cho một thời tiết tốt hơn cho ngày mai và cô ngủ ngày thứ hai đến và họ dự định đi lên núi họ sẽ đi lang thang và may mắn là athena đã có thể mang thêm giày của mình cho người bạn của cô người quên mang nó họ thích thú với những cây cối đẹp và phong cảnh khi họ leo lên núi khi lên đến đỉnh núi họ thấy các đỉnh núi giống như đầu lao chúng được bao phủ trong sương mù màu xám ma không khí lạnh và tê liệt họ chụp ảnh và khi họ đi xuống họ hài lòng và họ kết thúc đêm với một trái tim vui vẻ ngày cuối cùng của trại họ chuẩn bị một cái gì đó họ đưa ra những ý tưởng chia sẻ cuộc sống của họ trong đám cháy trại athena chia sẻ rằng cô muốn truyền cảm hứng cho người khác thông qua việc viết của mình cô cho rằng đó là mục đích của mình và cô muốn tạo ra một cái gì đó khác biệt một bậc thầy nghệ thuật sẽ ảnh hưởng đến người khác cô nói rằng cô viết bởi vì cô muốn nắm bắt trái tim của mỗi người đọc họ về nhà và athena và gia đình cô ăn mừng năm mới cô ấy có rất nhiều trong tâm trí của mình và cô không thể tập trung vào những việc cần làm và những gì cô muốn hoàn thành khi kết thúc năm tất cả mọi thứ lộn xộn nhưng cô ấy biết cô ấy có thể làm điều đó Cô bắt đầu liệt kê những thứ cô muốn viết và cô muốn hoàn thành nó từng cái một trước khi ngày kết thúc cô ấy có một linh hồn chiến đấu và bỏ cuộc không phải là lựa chọn của cô ấy cô bắt đầu tê. it is done Athena is the youngest of all she wants to be an aspiring writer because she wants to inspire others She was longing to be part of the world who gives light to others as a way of encouraging that everything she do will be worth it in the end. She was living an ordinary life but in a very unique and meaningful way. She was seeking for love and found it in a mysterious way. She accepts the love that she always received but she never knew that something great is coming to her. She reads hundreds of message and books, seeking to understand everything and then there she finds her purpose. She observes the life of the people she sees because in that way she learned and create a wonderful stories. She was amazed with each stories, giving her wisdom and learnings throughout the journey she had. She felt every emotions she could have in that long span of time believing that she would achieve her dreams in life. Athena, where are you? Aren't you joining in a camp today? Her mom asked her. I'm coming mom, I just need to fix my bag. All right, make it fast, so you won't miss the bus. She was going on a camp to refresh her mind and to write something new. She will write a book and she wished that it would be a hit in the market. She packed her clothes and she decided to have a 3-day camp. Her mom gave her the food she needs in the camp. She was going out when her mom shouted, "Athena, wait for a while your medicine. You need this just in case there's an emergency." "Oh, thank you so much, mom. You're the best." She get the medicine and hug her mom. She then run outside to get to the bus. She saw her friends at the bus stop and she went together with them. When she was inside the bus, her friend approach her. "Athena, can I sit beside you?" i love to sit with you sure no one sits here feel free to do so she smiled and give her a wink while they were in the bus athena was asleep and when they arrived her friends wake her up and they were mesmerized with the place they set the tent to an open place and athena shared her tent with one of her friend the place was beautiful and there you can see the pond and the grass were green and tall the sun is shining bright and they enjoyed the scenery athena started to think on what to write and she come up with the idea and she made the title somewhere down the road she sat in a small wood and think of the words she wants to write and then it comes to her mind one by one until she created a paragraph and put all the words into an amazing story what's that one of her friend yell oh it's a beautiful bird isn't it beautiful athena said i wanted to take it at home such a cute bird lunch came and they prepared everything they set up a table and made their lunch they were happy and enjoying Night came and they had a campfire. Everyone sang, and after singing, they had a game. They played the whisper game. The fun begins when that person quietly whispers the message to another person. This secret message is passed from one person to another until the last person announces it to the entire group. They were laughing with their errors. As the night ends, Athena prayed for a better weather for tomorrow and she slept. Second day came and they plan to go to the mountain, they will hike, and luckily Athena was able to bring her extra shoes for her friend who forgot to bring it. They take pleasure in the beautiful trees and scenery as they climb the mountain. When they reach the top of the mountain, they saw the peaks of the mountains were like harpoon tips. They were shrouded in ghost gray mist. The air was chilling and numbing. They took pictures, and when they go down, they were satisfied and they end the night with a joyful heart. The last day of the camp they prepared something. They come up with the ideas of sharing their life during the campfire. Athena shared that she wants to inspire others through her writing. She thinks that it was her purpose and she wants to create something different, a master of art that would influence others. She said that she write because she wants to capture the hearts of everyone that reads. They went home and Athena and her family celebrates the new year. She had a lot in her mind and she can't focus on what things to be done and what she wants to accomplish as the year end. All things mess up but she knows she can do it. She started to list the things she wants to write and she wants to finish it one by one before the day ends. She has a fighting soul and giving up is not her option. She started